Chào các bạn. Tiếp theo trong loạt ví dụ giới thiệu về các vòng lặp ở trong Java, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cấu trúc lặp, hay còn gọi là một vòng lặp ở trong ngôn ngữ lập trình Java. Thì ở trong ví dụ này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vòng lặp nữa của Java, đó là vòng lặp do while. Để các bạn dễ hình dung thì chúng ta cũng sẽ minh họa về một vòng lặp sẽ thực hiện là in ra giá trị của 10 số nguyên đầu tiên bằng cách dùng vòng lặp do while để chúng ta dễ so sánh và đối chiếu. Thì cú pháp của vòng lặp do while thì sẽ bao gồm là từ khóa là do, sau đó là cặp dấu mở và đóng ngoặc nhọn, và tiếp theo là while. Và trong while này thì chúng ta sẽ thiết lập điều kiện của vòng lặp. Chúng ta sẽ có điều kiện vòng lặp đó là y sẽ nhỏ hơn bằng 10. Và các bạn nhớ là sau while, sau điều kiện thì sẽ là dấu chấm phẩy. Và trong bài này thì chúng ta sẽ in ra giá trị của bên y. Đặc biệt các bạn chú ý đối với vòng lặp while và do while, tức là đối với while và do while là hai cái vòng lặp mà không có cái phần tăng giảm giá trị của biến đếm. Vì thế cho nên chúng ta khi sử dụng while và do while thì chúng ta cần phải chủ động tăng hoặc là giảm giá trị biến đếm. Ở đây thì tôi sẽ để là trong mỗi lần lặp thì biến sẽ tăng lên 1. Thì chúng ta hãy xem. Thì như vậy là chúng ta thấy là chương trình đã thực hiện in ra giá trị của các biến từ 1 cho đến 10. Và bản chất của vòng lặp do while, tức là vòng lặp này sẽ được thực hiện khi mà chúng ta chưa đoán được số lần lặp và sẽ được thực hiện chừng nào điều kiện còn đúng. Tuy nhiên thì đối với vòng lặp do while thì nó có một cái sự khác biệt đối với vòng lặp while, ở chỗ là vòng lặp do while thì thân của vòng lặp sẽ được thực hiện trước, sau đó thì điều kiện mới được kiểm tra. Vì vậy nếu mà điều kiện của vòng lặp do while sai ngay từ đầu thì vòng lặp này vẫn sẽ được thực hiện là một lần. Để chúng ta hãy thử đổi cái giá trị của biến y thành 11. Rõ ràng là biến y này đã không còn thỏa mãn với điều kiện của vòng lặp. Thì lúc này chúng ta sẽ chạy chương trình. Chúng ta có thể nhìn thấy là y vẫn được in ra là bằng 11. Thì đó là cái sự khác biệt giữa while và do while. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ví dụ về vòng lặp do while ở trong chương trình Java. Xin chào các bạn, chúc các bạn học thật tốt.